thưa quý vị khán giả, nhà thơ Phùng Hoàng Anh rất nghiêm túc với văn chương. Thơ chị là cuộc hợp hôn giữa cảm xúc và lý trí. Dòng sông ký tự men theo bờ mưa của sự thăng hoa. Tinh thể của thơ là chữ, sáng tạo là lao động miệt mài và khổ luyện. Từ tác phẩm đầu tiên Nắng giữa ngàn khuya đến tác phẩm thứ hai Trái tim mặt trời là một cuộc vượt thoát chính mình. Và tôi tin vào khát vọng chữ nghĩa của chị còn đưa chị đi xa nữa. Đó chính là những nhận xét của nhà thơ Trần Mai Hường về thơ của nhà thơ Phùng Hoàng Anh. Và ngày hôm nay, để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nhà thơ nữ này cùng với những cuộc vượt thoát của chị, thì mời quý vị khán giả sẽ cùng với Nhật Trường, chúng ta sẽ cùng đồng hành trong chương trình Giai điệu từ những vần thơ. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, để chúng ta có thể được tìm hiểu kỹ hơn về nhà thơ và những sáng tác của chị ấy. Và bây giờ, chương trình xin được phép bắt đầu. Bông hồng vàng và bình minh mưa là tác phẩm của nhà văn Nga Postovsky. Đây là một cuốn sách êm đềm, nhẹ nhàng, một thế giới thanh bình yên ả trước Thế chiến thứ hai. Thế giới của những người con nước Nga bình dị, đôn hậu và lóng lánh chất thơ. Những truyện ngắn trong cuốn sách này không có những tình tiết ly kỳ cuốn hút đến mức nghẹt thở, cũng không gây cho người đọc niềm thương cảm mạnh mẽ và sức tố cáo xã hội ghê gớm, mà nó chỉ là những tình cảm cha mẹ với con, tình yêu đôi lứa, tình làng nghĩa xóm của con người nước Nga những năm đầu thế kỷ trước, được Postovsky diễn đạt bằng lối văn chương giản đơn, dịu dàng như con trẻ. Chiến tranh xuất hiện rất nhiều trong truyện Postovsky, nhưng ông không giới thiệu với chúng ta cái thứ khốc liệt ấy với máu, nước mắt và những niềm tuyệt vọng. Chiến tranh trong truyện của ông là lá thư của anh lính thủy gửi cha mình. Con luôn nhớ đến cha, đến ngôi nhà của cha con ta, đến tỉnh lỵ của chúng ta, trong truyện Tuyết. Chiến tranh là bài Marseille vang vang tràn ngập ngôi nhà, khu vườn, và hình như nó tràn ngập cả rừng và đêm tối. Là lời nguyện cầu, hãy cho con lại, của Madame trong lời cầu nguyện của Madame Bovary. Kể cả với những điều xấu xa và tuyệt vọng nhất của thế giới này, Postovsky cũng vẫn giống như người quét rác Jean Samet, tốt bụng trong truyện ngắn Bông hồng vàng, cần mẫn sàng đải trong rác rưởi, lọc ra những bụi vàng lấp lánh, đem đúc thành bông hồng nhỏ. Bông hồng vàng và bình minh mưa khiến người bình thường giật mình và kẻ hoài nghi nghi ngờ. Thật sự trên đời này vẫn còn những câu chuyện kỳ diệu như thế. Thông qua tác phẩm đầy tính nhân văn này, Postovsky nhắc nhở chúng ta về những điều đẹp đẽ, những niềm hạnh phúc nhỏ nhắn mà chúng ta đã bỏ quên hay xem như xa xỉ trong cuộc sống vội vàng của mình. Tâm đắc với triết lý sống trong truyện Bông hồng vàng, nhô nhặt những bụi quý của đời và chưng cất những điều nhỏ nhoi tinh túy hàng ngày để làm phương châm sống và viết. Đó là những điều mà chúng ta có thể tìm hiểu về tác giả, về nhân vật khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Và vị khách mời ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu, đó chính là nhà thơ Phùng Hoàng Anh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị. Xin chào Nhật Trường, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Giai điệu từ những vần thơ. Yeah. Và ở phần đầu sách cho tâm hồn thì chúng ta cũng đã có một vài những thông tin cơ bản về những cảm xúc của chị và thông qua những tác phẩm mà đã mang chị đến với chương trình. Ngày hôm nay hy vọng là câu chuyện về nhà thơ Hoàng Anh của chúng ta sẽ mang lại những điều thú vị dành cho quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lần lượt nhé. Và bây giờ sẽ là chặng đầu tiên, phía sau ngòi bút. Quý vị khán giả thân mến, để khám phá về tác giả Phùng Hoàng Anh phía sau ngoài bút sẽ như thế nào thì chương trình đã chuẩn bị sẵn những lá thăm, và thông qua những lá thăm này sẽ có những gam màu ký ức nào được khách mời gợi mở và chia sẻ đến quý vị đây. Lần lượt chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Trường sẽ là người đại diện chị để chọn lá thăm đầu tiên. Trường cứ mở. Dạ, mình để, rất tò mò đúng không chị? Để chị dạ. sẽ chia sẻ. Dạ rồi, vậy thì lá thăm đầu tiên nhé. Gam màu đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là màu bàn bạc. Trước khi chia sẻ về cái màu bàn bạc này, dạ, thì chị đố Nhật Trường đoán là chị quê ở đâu? Thì em chắc là chỉ đoán được là chị quê ở miền Bắc thôi, chứ còn cụ thể tỉnh thành nào thì
cũng chưa đoán ra được. Ai cũng nói chị là người miền Bắc. Yeah. Nhưng mà thực ra là chị quê ở Vĩnh Long. Ba oh. má chị là cán bộ tập kết. Ra Bắc thì sanh chị ở Hà Nội. Yeah. Cái màu bàn bạc ấy, là nó gợi đến cho chị những cái kỷ niệm về Hồ Gươm, những kỷ niệm về mùa thu Hà Nội rất là đẹp. Yeah. Cái điều mà chị nhớ nhất, chị đau đóng ở trong lòng là cái tình cảm của người Hà Nội. Thí dụ như mẹ chị thì không có nấu những cái món ăn của miền Bắc, mà chị ở ngoài Bắc thì chị lại thích những cái món ăn của miền Bắc. Thì những hàng xóm ấy thương lắm. Khi nào mà có những cái món ăn của miền Bắc ấy thì đem sang cho chị để cho chị ăn. Hoặc là mẹ chị ấy, có khi đi công tác xa nhà ấy, thì những bà con hàng xóm ấy giữ chị với em chị cho mẹ chị đi công tác. Và có gia đình chị thì cũng có những cái nghịch cảnh trong gia đình thì được đùm bọc, được các cô các bác xung quanh đùm bọc, thì cái tình cảm đó chị nhớ hoài. Đến bây giờ mà chị kể với nhà trường chị còn xúc động lắm, còn nhớ lắm, còn mang ơn lắm. Tức là mình đã sinh ra ở Hà Nội sau khi mà hai bác đã tập kết ở miền Bắc, và chị đã sinh sống ở Hà Nội tới năm bao nhiêu tuổi ạ? Chị sinh sống ở Hà Nội đến năm 17 tuổi. Lúc đấy thì miền Nam giải phóng đấy, thì chị theo ba mẹ chị vào trong miền Nam này là quê hương chính thức của chị. 17 năm được lớn lên ở Hà Nội, rõ ràng là Hà Nội đã chắc chiêu tâm hồn của cô thiếu nữ Hoàng Anh ngày ấy. Đó là gam màu đầu tiên, màu bàn bạc của Hà Nội, quê hương của chị, đúng không? Quê hương thứ hai của mình. Quê hương thứ hai. Dạ, còn bây giờ mình cũng sẽ đến với thứ hai, nhưng mà là lá thăm thứ hai chị nhé. Dạ rồi, lá thăm thứ hai trên tay Nhật Trường đây, không biết là sẽ mang đến gam màu gì đây? Màu xanh, áo lính. Cái gam màu này ấy, thì chị nhớ đến một cái giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của chị. Dạ. Đó là thời sinh viên. Cuộc chiến tranh vừa mới kết thúc thì các anh bộ đội là những người hùng mặc nguyên cái áo màu xanh đi từ chiến trường về, vào thẳng những cái giảng đường đại học. Các anh đã dành cho tụi chị, những học sinh ấy, học sinh mặc áo trắng, những bông hoa nhỏ nhoi đấy, những cái tình cảm rất là trìu mến, rất là âu yếm, rất là nâng niu. Các anh còn đẹp trai. Các anh còn đẹp trai. Và các anh còn học giỏi nữa. Yeah. Lúc đó có một bài thơ mà ai cũng thuộc hai cái câu cuối. Hôm đến trường, con bạn em nó bảo trong mắt mày đã có chiếc áo màu xanh. À. Còn chị thì có bài Động tác nghiêm anh là mẫu, rồi bài Anh là người chiến thắng trái tim em. Lúc đó thật ra thì không phải chiếc áo xanh đã ở trong mắt của chị đâu, mà thực ra là đã ở trong tim của chị. Ôi, rồi. Thế thì chắc là cũng đã có, chị đã từng phải lòng một chiếc áo xanh nào rồi phải không ạ? Đúng. Các bạn của chị đa số là ai cũng phải lòng một chiếc áo màu xanh thời đó. Với những cảm xúc đó là chúng ta cũng đã đủ hình dung được rằng là màu xanh áo lính đã hiện diện và nó giúp chắc chiêu tâm hồn của chị để chị mang vào đó làm hành trang trong những sáng tác của mình. Đó là làm gam màu thứ hai chúng ta đã vừa được khám phá. Vậy thì nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ đến với gam màu thứ ba để cùng được lắng nghe những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay nhé. Màu nâu cổ kính. Thời học sinh ấy, thì chị rất là thích môn lịch sử, rất yêu thích môn lịch sử. Yeah. Đến khi thi vào đại học thì chị cũng thi vào khoa sử. Ra trường ấy, thì rất là may mắn là chị được vào Ban Quản lý Di tích Lịch sử và Danh lam Thắng cảnh của Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại đây thì chị được làm cái công việc là lập hồ sơ di tích để đề nghị công nhận di tích. Và chị thấy là chị cũng tự hào là chị đã góp phần để mà gìn giữ các cái di tích của cha ông để lại để cho hôm nay và cả mai sau. Thú vị quá. Một sinh viên khoa sử, rồi một cán bộ quản lý khu di tích, rồi một nhà thơ, một cô gái miền Nam nhưng mang cốt cách của người Hà Nội. Như thế thì đã đủ để nói về chị chưa?
tùy từng góc nhìn của mọi người thôi. Cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ mà. Dạ. Nghe chị nói như thế thì chắc là cũng còn đang khá là nhiều điều đang ẩn giấu phía sau, chờ lần lượt chúng ta sẽ khám phá. Vậy nên ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của Phùng Hoàng Anh với Thi Ca sẽ như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Phùng Hoàng Anh đến với thơ khá muộn, nhưng bù lại thì chỉ có một cái năng lượng dồi dào, đặc biệt là có một cái tố chất thi sĩ. Đêm nhau tình cháy hoang tàn, mắt thiếu đáy mắt, môi tràn ngập môi. Hay là cùng nhau em nhé, ta thần thoại, cởi áo trần gian khoác thiên đường. Đấy, những cái từ như đêm nhau, rồi xuân, thần thoại chỉ là danh từ thôi, nhưng vào thơ của Phùng Hoàng Anh trở thành những động từ rất là mạnh mẽ mà đầy bất ngờ. Với tư cách là một đồng nghiệp, một bạn đọc thì tôi rất mừng vì sự bật lên rất nhanh của thi sĩ Phùng Hoàng Anh. Tôi là một nhạc sĩ thì tôi yêu thơ theo cách của một nhạc sĩ. Tôi thích thơ của chị Phùng Hoàng Anh. Thơ của chị nó hay ở ý tưởng là một, ở hình tượng là hai. Và các nhà thơ hình như là gọi là cái tứ thơ đó. Thì tôi bắt gặp được những cái điều đó rất là thú vị. Tôi ví dụ trong bài thơ Cúc Họa Mi của chị Phùng Hoàng Anh mà tôi phổ nhạc thành công đó, thì cái ý tưởng của chị rất là thú vị. Tức là cái tứ thơ của chị rất hay. Chị mượn cái vẻ đẹp của Cúc Họa Mi mà cái loài hoa rất là đẹp, nó nở vào mùa thu, nở hết mình để rồi sẽ tàn về mùa đông. Và khi nó đã hết mình rồi thì cái vẻ đẹp nó rất là đẹp. Cũng như để chúng ta có thể dễ, khi chúng ta ngắm cái vẻ đẹp đó, và nhà thơ khiến chúng ta liên tưởng đến vẻ đẹp của người phụ nữ vào thu. Em nở hết cho anh. Phùng Hoàng Anh là người làm thơ mới, mà cũng là người mới vẽ và mới làm thơ, nhưng mà bạn ấy lại có những cái bước đi rất là tốt. Bạn ấy hai tay đấy, một bên là bây giờ thơ và một bên là họa. Và Phùng Hoàng Anh đã vẽ tranh rất nhiều. Năm ngoái tôi ra tập thơ lẻ này, tôi có xin Phùng Hoàng Anh một cái tranh này để làm bìa. Và bạn ấy lại tặng luôn cho tôi cái tranh này đang ở treo ở trên nhà kia. À, Phùng Hoàng Anh thì tôi thấy là thơ và họa là hai chân đi đều đấy. Và mới mẻ, nhưng mà cả hai lĩnh vực đều mới nhưng mà đều phát triển tốt. Đó là một cái điều rất đáng quý. Dạ thưa quý vị, đó, điều bí mật được ẩn giấu cũng đã được hé lộ, đó chính là ngoài là một nhà thơ ra thì chị còn là một họa sĩ nữa. Họa sĩ thì chị cũng không dám nhận đâu. Ôi, chứ em thấy tác phẩm của chị rất đẹp đây đấy này. Là ước mơ từ thời thuở thiếu thời của chị. Dạ. Chưa thực hiện được, nhưng mà con gái chị thì đã thực hiện thay chị. Ồ, như thế nào ạ? Và con gái Mai Hoàng Kim của chị đã trở thành nhà thiết kế quảng cáo. Và cháu đang làm việc ở bên Úc. Và cháu lại trở lại là làm thầy của chị về môn vẽ này. Và cháu rất là khuyến khích chị cầm cọ. Nếu như vậy thì quá hạnh phúc rồi. Ước mơ của mình đã được con mình tiếp nối. Dạ, và bây giờ đã đạt được những cái thành tựu nhất định trong nghề như vậy thì phải nói là chúc mừng. Chúc mừng chị và cả là chúc mừng cho con gái của chị khi mà đã có được một công việc đáng mơ ước như thế. Cảm ơn Nhật Trường. Dạ. Còn hôm nay thì với những tác phẩm chị mang đến đây sẽ chắc là cũng có những điều bí mật cần muốn chia sẻ đúng không? Chị có thể chia sẻ về chúng. Đây là ba, chị vẽ nhiều nhưng mà ba cái bức này là chị thích. Nên là chị muốn đem đến đây để giới thiệu với khán giả. Cái bức đầu tiên ấy, của chị ấy, là tên là Khát Vọng Hòa Bình. Cái đề tài này thì chị cũng ấp ủ từ lâu rồi, cả trong thơ và trong họa. Nhật Trường thấy bức này thế nào? Riêng em cảm nhận thì nó rất là dễ chịu. Thiệt sự là nhìn vào thấy rất dễ chịu luôn. Nó không đòi hỏi mình phải có quá nhiều những cái kiến thức về hội họa để có thể cảm nhận nó. Không biết là do mình không có đủ kiến thức hay như thế nào, nhưng mà nhìn vào cứ thấy nó rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nó mang tới một sự bình yên về những gam màu mà chị lựa chọn. Tại vì chị vẽ thì chị như là làm thơ ấy, vẽ cái cảm xúc của mình. Nên khi mà người coi ấy, dễ hiểu hơn. Dễ hiểu hơn là những cái tác phẩm của những cái họa sĩ thực thụ. Chị đặt vào đấy rất là nhiều cảm xúc.
một cô gái đang dang rộng vòng tay của mình chào đón những cái điều gì nó rất trong trẻo và rất là tươi sáng, như là những cánh chim bồ câu kia đang bay vút lên bầu trời. Đấy là khát vọng hòa bình. Dạ, khát vọng rất đẹp. Đây là bức mà chị yêu thích nhất. Chị thích. Còn bên cạnh như Trương đấy là bức tranh về một cô gái, cũng lại là một cô gái với mái tóc dài và hình như là những quả bong bóng, phải không chị? Cái bức này là tên là Nhẹ Lòng Bay Lên. Nhẹ lòng bay lên. Nhẹ lòng bay lên như là những cái bong bóng xà phòng đấy. Thì chị vẽ theo cái hai cái câu thơ của chị. Em là bong bóng xà phòng, tình yêu anh thổi, nhẹ lòng bay lên. Ôi, tức là từ hai câu thơ của chính chị sáng tác mà chị đã vẽ nên bức tranh này. Nó có một nguyên một bài nhưng mà chị chỉ muốn đọc hai câu thôi. À, từ thơ mà chuyển sang họa luôn. Ôi, khâm phục chị đấy. Nhật Trường có thấy là đang bay lên không? Dạ, thực sự là những quả bong bóng này, nó nếu mà chị nói thì em mới có một sự liên kết với hình ảnh của một cô gái. Nó rất mỏng manh, phải biết nâng niu nó. Dạ, và chính cái sự yêu thương của chàng trai nó mới thổi những bong bóng này bay cao hơn được, mới nâng niu người phụ nữ đến với hạnh phúc được. Cái bài thơ này thì chị muốn viết về một cái tình yêu ấy, dù cho có mong manh nhưng mà vẫn có một cái vẻ đẹp thánh thiện ở trong cái tình yêu đó. Còn về bức tranh ở ngay sau lưng chị thì như thế nào đây ạ? Bức tranh này là tên là Nhặt Nắng. Thì chị rất thích hai cái câu thơ của Nguyễn Bính. Có hai cô bạn bên bờ giếng, nhặt nắng trong cây, kể chuyện lòng. Cái vẻ đẹp của cái ánh nắng nó chiếu vào lá, và cái lá nó lung linh. Và cô gái cũng lung linh như những cái cành lá. Ôi, tình yêu về màu nắng nó giúp cho chị có thể vẽ nên bức tranh rất đẹp như thế này. Thì tới đây là mình đã thấy được có ba bức tranh. Đây là những mối lương duyên giữa thi và họa, nó đã xuất hiện và thấm thiết hơn rất là nhiều. Có người nói, thưa chị, nói là thơ nó giống như là dòng dung nham vậy đó. Của cảm xúc nó tuôn trào ra rất là nhiều. Và chính vì điều đó đã giúp cho người viết có cảm xúc để viết nên được những phần thơ. Thì với những câu từ mà chị dùng trong thơ của mình, đôi khi nó thực sự là rất là táo bạo và rất là nổi loạn nhé. Ở đây rồi có một vài câu thơ như thế này, thưa quý vị khán giả. Hẹn đỉnh gió nơi tận cùng mê khát, say một phen áo thốc bậc thiên đường. Hay là có những vần thơ sáng tạo và nữ tính như thế này. Hỏi rằng tình đã ấm chưa, để thêm ấp ủ cho vừa lòng yêu. Nhanh lên tím đã hẹn chiều, giang tay gom nắng mà thêu nụ cười. Hôn lên trời biết mắt người, môi hoàng hôn chính em mời bao la. Thế thì còn điều gì đang tiềm ẩn phía sau một nhà thơ Phùng Hoàng Anh dịu dàng ấy, thưa chị? Nãy giờ có rất là nhiều điều chúng tôi đã gợi mở được rồi đấy. Nhật Trường đã đọc những cái bài thơ mà cũng nhiều người đọc và nói rằng có cái gì, cái ý nổi loạn. Nổi loạn của ngôn từ đấy. Cũng ngôn từ. Thì ở đây chị muốn nói thêm về cái nổi loạn này, tức là cái dùng cách dùng ẩn ý trong thơ thôi. Và khi mà cái ẩn ý đó mình dùng ấy, thì nó có thể dễ dàng vượt qua những cái khuôn sáo bình thường ấy. Thế và đã hướng cái người đọc đến một cái gì bao quát hơn, khái quát hơn và sâu sắc hơn. Đó là, nhưng mà có lẽ đó là một cái nét riêng trong thơ của chị, đúng không? Thì chị cứ làm theo cảm xúc của mình thôi. Và thực ra là có rất là nhiều trau chuốt, có rất là nhiều lao động ở trong những cái câu thơ như thế. Thế thì với những cảm xúc mà chị vừa mới bật mí đấy, chị có thể đọc ngay một bài thơ nào để gửi tặng cho quý khán giả được không? Sẵn sàng. Bài thơ đó có tên Đá Vàng Nhau Chưa. Nhìn lên mây khói bơ vơ, trôi về đâu vậy hững hờ đại dương. Trôi vào nhau nhé mà hương, em còn để ngỏ đêm sương cuối bờ. Trôi vào nhau nhé mà thơ, tứ còn trong nụ em chờ hòa thơm.
trôi vào mắt lửa mà rơm, cháy trong tim gió mà tươm nồng nàn. Ái ân chín khắp địa đàng, nhặt lên xem thử đá vàng nhau chưa. Nhặt lên xem thử đá vàng nhau chưa. Lúc đầu khi mà nghe những vần thơ của chị, chúng ta thấy được ở đâu đó là cái sự trong veo, cái nét đẹp của người đàn bà, giống như quả cái bong bóng bên này như chị nói, đó là những cái tinh khiết, thuần khiết của tình yêu, của nét đẹp người phụ nữ. Nhưng mà khi mà chị nghe chị đọc bài thơ vừa rồi, nó đâu đó nó có một cái nỗi buồn ẩn chứa bên trong. Dạ, và giống như là nhà thơ Bùi Phan Thảo cũng có viết như thế này: bên cạnh những khát khao sâu kín, những tỏ bày mạnh bạo, Phùng Hoàng Anh lại rất dịu dàng như viết về mùa thu. Và chị cũng luôn cố gắng để đem lại cho người đọc sự mới mẻ trong ý tứ, dù rằng mùa thu là một đề tài rất nhiều người viết. Ngàn sóng mộng rêu phong, hồn em mầm bỗng nảy, đóa trắng ngần thơ dại của ngày xưa. Phải chăng đó là cách mà chị đã góp nhặt chắc chiêu những niềm vui nho nhỏ để làm nên một niềm vui riêng của mình? Là người viết thì chị muốn đem đến cho khán giả, độc giả một cái gì là tinh tí nhất. Vì vậy cái công việc sáng tác ấy là lao động rất là cực nhọc. Yeah. Và đó là cái trách nhiệm xã hội của người viết văn. Yeah. Là một người nghiêm túc trong công việc và cũng như là cẩn trọng trong từng câu chữ. Trong thời gian sắp tới nhé, chị đã trăn trở như thế nào và cũng lại có dự định gì cho những tác phẩm mới của mình không? Thì qua rất nhiều trăn trở, qua rất nhiều chọn lọc, thì chị sắp tới chị đã cho ra một tập thơ thứ ba. Yeah. Và chắc chắn là chị sẽ tặng em một cuốn. Thế thì hôm nay chú tủ sách của giai điệu từ những vần thơ lại có thêm một quyển sách nữa rồi. Dạ, và quả thực á là mỗi người chúng ta đều có một cái cách riêng để tìm kiếm cho mình những niềm vui và tạo nên những điều bất ngờ trong cuộc sống, nói chung là cho bản thân mình thôi. Và lật dở tới những trang cuối cùng trong tập thơ Nắng Giữa Ngàn Khuya thì chúng tôi đã bắt gặp một vài câu thơ như thế này để Nhật Trường chia sẻ đến quý vị khán giả nhé. Trăm năm hỡi, biết khi nào sương khói, biển vẫn dạt dào con sóng vỗ mặn môi. Trăm năm hỡi, thôi đừng cài then nữa, để gió vào ra hôn ngọn lửa chưa tàn. Tình yêu hỡi, trăng dẫu ngàn năm tuổi, vẫn muôn đời là một đóa trăng non. Và như chị có chia sẻ về những trăn trở của mình khi mà mình là một thuyền trưởng cho chính con thuyền văn thơ của bản thân. Thế thì có người lại bảo như thế này, những vị thuyền trưởng giỏi sẽ không đến từ những vùng biển lặng. Đúng. Yeah. Chị có đặt ra thách thức nào cho mình không? Và chị cảm nhận về những thách thức mà mình đã vượt qua ra sao? Chị luôn cố gắng, luôn hoàn thiện mình. Dạ. Yeah. Và nghĩ rằng những cái tác phẩm mà mình đã cho ra đời thì những cái tác phẩm sau phải hoàn thiện hơn. Dạ. Và đối với chương trình Giai Điệu Từ Những Vần Thơ thì chúng tôi cũng rất mong chờ là trong thời gian sắp tới chị cũng sẽ có cho mình nhiều hơn những sáng tác mới, đột phá hơn, sẽ là một cuộc mốc mới mà như lúc nãy có nói, vị thuyền trưởng này sẽ chinh phục. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian đến với Giai Điệu Từ Những Vần Thơ. Cảm ơn Nhật Trường, cảm ơn những vị khán giả đã theo dõi chương trình Giai Điệu Những Vần Thơ. Dạ, cảm ơn chị một lần nữa. Và ngay bây giờ sẽ là một món quà mà chương trình muốn dành tặng cho chị và dành tặng cho quý vị khán giả. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiết mục này như là một món quà mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 với chương trình Giai Điệu Từ Những Vần Thơ. Và bây giờ thì Nhật Trường và nhà thơ Phùng Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lời ru cho đã nuôi tật nguyện
vết sẹo thời gian. Em ru gì, lời ru cho biển khơi. Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì, lời ru cho anh. Một thời đam mê, một thời sông tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày vội vã. Cô hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dứt. Chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Dù bao tiếc nuối một thời bước vào tàn phai. Em ru gì, lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ chờ. Một đời đam mê, một đời sông tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày vội vã. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Bye.